quý vị, trưa 21 tháng 8 năm 2024, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương cho hay, thanh tra sở này phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Bầu Bàng và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Dương làm việc với nhóm chụp ảnh khỏa thân. Bước đầu, nhóm này đã có tường trình và thừa nhận hành vi của mình. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định về hành vi chụp ảnh khỏa thân nơi công cộng sẽ do ngành văn hóa xem xét xử lý. Còn về hành vi đăng tải, phát tán hình ảnh khỏa thân, phản cảm trên mạng xã hội sẽ được thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông xử lý. Trước đó, sau khi báo chí đăng tải những hình ảnh của nhóm chụp ảnh khỏa thân trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, nhóm này chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng của Bình Dương và được hướng dẫn đến Phòng Văn hóa và Thông tin Bầu Bàng để làm việc và nhóm này đã thừa nhận hành vi chụp ảnh khỏa thân. Về các hình ảnh, clip đăng tải trên mạng xã hội, nhóm này cho rằng việc chụp hình được thực hiện khoảng 6 tháng trước đó nhưng không đăng tải trên mạng xã hội. Còn hình ảnh, clip mới xuất hiện trên mạng xã hội ngày 20 tháng 8 do người đi đường quay lại, đăng tải mà nhóm này không hay biết. Như báo Thanh Niên đã thông tin, trưa 20 tháng 8, trên mạng xã hội xôn xao về những hình ảnh, clip của nhóm chụp ảnh khỏa thân và cho rằng sự việc xảy ra khoảng 10 giờ ngày 20 tháng 8 trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn thuộc địa phận xã Lai Hưng thuộc huyện Bầu Bàng. Sau đó, công an huyện Bầu Bàng đã vào cuộc xác minh, khẳng định sự việc đã xảy ra từ nhiều tháng trước. Cảnh quan trong đoạn clip đến nay đã xanh tốt, khác với trong hình. Do địa điểm diễn ra sự việc thuộc địa bàn giáp ranh phường Chánh Phú Hòa thuộc thành phố Bến Cát và xã Lê Hưng thuộc huyện Bầu Bàng nên ban đầu hơi khó để xác định chính xác, nhưng công an huyện Bầu Bàng vẫn xác minh làm rõ. Ghi nhận của phóng viên báo Thanh Niên tại địa điểm nơi chụp hình khỏa thân, hiện cây cối đã lên cao, thay đổi khá nhiều so với trước đây, nhưng một số ký hiệu như C26, C27, C31 trên dải phân cách giữa hai chiều đường Mỹ Phước – Tân Vạn vẫn còn. Thưa quý vị, theo ghi nhận, sáng cùng ngày 21 tháng 8, một số tài khoản mạng xã hội cũng đã gỡ bỏ những hình ảnh, clip chụp hình khỏa thân đã đăng trước đó. Theo ghi nhận của Thanh Niên và dữ liệu từ các cuộc khảo sát từ đại lý thì xe máy điện đang dần trở thành xu hướng mới trên đường phố. Tại một cửa hàng xe máy điện trên đường Tú Xương ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, mới 9 giờ sáng mà cả khách hàng mới và cả khách hàng cũ đến bảo dưỡng xe đã rất tấp nập đông đúc. Nhân viên thì miệt mài giới thiệu các mẫu xe điện mới ra mắt. Ông Cao Đồng Nghĩa, 65 tuổi, ngụ ở quận Bình Thạnh hỏi rất kỹ các thông tin về chiếc xe điện mẫu mới của hãng Dart Bike. Chạy xe ôm công nghệ 8 năm, ông đang có ý định chuyển hẳn từ xe xăng sang xe điện vì bài toán kinh tế. Xe điện mà thì nó đỡ được tiền xăng, tiền nhớt, đủ cái này á, 50 triệu rồi mình dưới sức thôi. 1 ngày, 100 ngàn, tháng là 3 triệu rồi đúng không? 10 tháng hay 30 triệu rồi. Xe điện 50 triệu vừa có nhầm mình mua. Chú tính cái đó có lợi là chú mới chơi. Nói về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, anh Nguyễn Tấn Long, giám đốc marketing của Datby cho biết thị trường xe điện có rất nhiều dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là xe điện hai bánh. Có thể thấy điều này thông qua báo cáo chuyển động cùng xe điện, bước tiến mới cho doanh nghiệp tham gia vào thị trường đầy tiềm năng và phát triển bền vững do KPMG Việt Nam phối hợp cùng với Eurocharm và chợ tốt xe thực hiện vào cuối tháng 7 vừa qua. Báo cáo cho thấy thị trường xe điện tại Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, gần 70% người tham gia khảo sát bày tỏ sự quan tâm đến việc mua xe điện. Tại vì mình trước giờ mình chưa bao giờ chạy xe điện hết. Cho đến khi mà mình sử dụng sở hữu chiếc xe này và mình chuyển hẳn từ xe xăng sang xe điện luôn là phải. Trong khoảng 8 tháng vừa rồi mình chạy, mình thấy cái số lượng xe điện trên đường xuất hiện nhiều hơn so với trước đây, cách đây khoảng 1 năm chẳng hạn. Như là những cái hãng xe công nghệ nó cũng sử dụng xe điện rất là nhiều. Và đặc biệt là cái chiếc giống như chiếc của mình đang chạy thì dạo gần đây, khoảng 1 tháng trở lại đây mình bắt đầu mình thấy xuất hiện mà là thường xuyên gặp cái chiếc giống như cái chiếc xe mình đang chạy trên đường, kể cả khi mình đi các tỉnh khác cũng vậy nữa. Báo cáo về thị trường xe điện cũng đi vào sở thích người tiêu dùng khi Gen Z và thế hệ Millennials thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với phương tiện di chuyển có tính bền vững và ứng dụng công nghệ cao. Thế hệ Millennials ưu tiên giá trị lâu dài, trong khi người tiêu dùng từ 35 đến 44 tuổi đặc biệt quan tâm đến giá trị bán lại của chiếc xe, thậm chí còn ưu tiên hơn cả dịch vụ hậu mãi. Khách hàng, thị trường khách hàng mục tiêu của Datby từ xưa đến giờ thì nếu mọi người có thể thấy qua những thiết kế đều rất là nam tính, thì thực ra là cái đối tượng mình đa số là nam. Và nếu mà gọi là cho chiếc xe máy điện quan tâm hiện tại thì là đối tượng là mình sẽ nói là những ông bố, tức là những người mà khoảng từ 28-29 tuổi trở lên, thuộc thế hệ Gen Y. Thì đó là cái khách hàng mục tiêu mình đặt ra khi mà mình phát triển và ra mắt sản phẩm, và đúng là dựa trên cái data của khách hàng.
khoảng 70% khách hàng của Dadbuy hiện nay là thuộc về thế hệ là 9X đời đầu và 8X, tức là Gen Y. Trong những năm gần đây, tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam tương đối ổn định và có nhiều dấu hiệu khởi sắc, khiến Việt Nam trở thành một thị trường tiềm năng để phát triển thị trường xe điện. Nhu cầu của người dân với xe máy điện tăng lên nhờ sự xuất hiện của các nhà sản xuất nội địa với đa dạng mẫu mã. Cùng với đó là nỗ lực của các thương hiệu trong việc gia tăng quãng đường di chuyển và rút ngắn thời gian sạc của máy điện. Dự báo, nhu cầu xe máy ở Việt Nam vẫn trên 2,7 triệu xe một năm vào giai đoạn 2023-2030, mặc dù thị trường đã bước vào chu kỳ bão hòa. Với những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu người dùng, đây là cơ hội để xe máy điện dần chiếm lĩnh thị trường, từ đó tạo thói quen di chuyển xanh, mở ra một chương mới trong giao thông đô thị.